Chào mừng các em đến với khóa học ngữ văn lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trên trang web olm.vn. Các em thân mến, ta đang khám phá chủ đề Hòa điệu với tự nhiên. Nối tiếp chương trình, đến với kỹ năng viết, cô giới thiệu đến các em tiết học viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Các em ạ, đây là loại văn bản thuyết minh nói về đặc điểm của một trò chơi hay hoạt động, giúp người đọc có thể tham gia, thưởng thức hay đánh giá về trò chơi hoạt động ấy một cách thuận lợi. Văn bản thường trình bày chi tiết về cách chơi, cách tổ chức hoạt động bằng những câu văn ngắn gọn, dễ hiểu, có thể kèm theo các hình vẽ hay bức ảnh mang tính minh họa. Để có thể viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động, chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung, đó là yêu cầu đối với kiểu bài và phân tích bài viết tham khảo. Ngay bây giờ, hãy cùng cô tìm hiểu yêu cầu đối với bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Trước tiên, chúng ta cần giới thiệu được những thông tin cần thiết về trò chơi hay hoạt động như là hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia. Các em cần miêu tả được quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động, cần nêu được vai trò, tác dụng của trò chơi hay hoạt động đối với con người. Và cuối cùng, cần nêu được ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động. Soi chiếu với những yêu cầu này, chúng ta sẽ cùng phân tích bài viết tham khảo để xem bài viết đã đảm bảo được những yêu cầu này chưa nhé. Chúng ta sẽ phân tích bài viết tham khảo mang tên chơi truyền. Trên màn hình chính là văn bản mà chúng mình cần phân tích. Các em hãy dừng video lại một lát giữa các slide để chúng mình có thể đọc thật kỹ văn bản này nhé. Và bây giờ, cùng cô bắt tay vào phân tích bài viết này. Ngay ở đoạn văn đầu tiên, chúng ta đã thấy người viết đã giới thiệu về trò chơi, chơi truyền. Hãy cho cô biết, người viết đã giới thiệu trò chơi như thế nào? Chính xác, ở đây người viết đã giới thiệu về hoàn cảnh và đối tượng diễn ra. Cụ thể, chơi truyền là trò chơi dân gian được các bạn gái yêu thích. Trò chơi này thường được chơi ở đầu ngõ nhỏ, dưới bóng tre hay ở góc sân nhà. Không những vậy, người viết cũng đã miêu tả cách chơi quy tắc một cách rất chi tiết và tỉ mỉ. Chúng ta có thể thấy điều này khi đọc văn bản. Tiếp tục, để phân tích bài viết tham khảo, chúng mình hãy đọc đoạn văn này. Sau đó, cho cô biết nội dung chính của đoạn văn. Chính xác, đoạn văn đã miêu tả luật chơi. Cụ thể, khi mà đến lượt truyền, nếu ai không bắt được quả hay bắt que truyền không đúng sẽ bị mất lượt, đối phương lúc này sẽ được chơi, và nếu như ai chơi giỏi thì có thể chơi một lúc nhiều ván. Luật thắng thua sẽ được tính bằng tỷ số hoàn thành các ván. Người chơi cũng đã chỉ ra tác dụng của trò chơi theo như yêu cầu, hãy cho cô biết trò chơi chơi truyền có tác dụng gì. Đúng vậy, trò chơi này đã luyện sự khéo léo, nhanh tay nhanh mắt, luyện cả khả năng tính toán trong phạm vi 10, gắn kết người chơi, củng cố tinh thần đồng đội, đồng thời còn đem đến cho người chơi sự vui vẻ và hòa đồng. Ở đoạn văn cuối cùng, hãy đọc thật kỹ và cho cô biết người viết đã nêu nội dung nào. Rất tốt, ở đoạn văn cuối cùng người viết đã chỉ ra ý nghĩa của trò chơi. Trò chơi truyền vẫn luôn là một trò chơi truyền thống, có mặt trong lễ hội và các hoạt động phát triển thể chất hướng tới mục đích lưu giữ bản sắc truyền thống. Như vậy, qua phân tích bài viết này, chúng ta thấy bài viết chơi truyền của nhóm biên soạn đã đảm bảo thực hiện đủ theo những yêu cầu đối với kiểu bài thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động, đúng không nào? Các em có thể dựa vào bài viết này để ta tự mình xây dựng bài văn thuyết minh về quy tắc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động theo yêu cầu của đề bài. Tiết học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em vì đã quan tâm và theo dõi. Cô hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho chúng mình. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo cùng trang web olm.vn. Cô chúc các em luôn học tốt.